Bình Quân diện bộ kiệm vải, chính thức lên tiếng về tin tậu G63 giống hiển hồ. Thông tin mới về diễn viên Quỳnh Côn thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Mới đây, diễn viên Quỳnh Côn gây sốt khi khoe hình ảnh mới cực đẹp. Lần này, nữ diễn viên tiếp tục trung thành với phong cách nửa kín, nửa hở, khoe vẻ đẹp căng tràn vạn người mê. Tại phần bình luận, Quỳnh Côn đã có chia sẻ đáng chú ý về tin đồn mua xe sang G63 râm ran những ngày qua. Trong ảnh, Quỳnh Côn đang hẹn hò tại một quán cà phê có không gian ấm cúng. Nữ diễn viên diện áo hai dây màu trắng, cổ khoét sâu táo bạo. Xảo nữ đừng làm mẹ cáo khoe, xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng phát sáng. Tình màn ảnh bê trần làm tóc, trang điểm đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Bài đăng của Quỳnh Côn thu hút sự chú ý lớn của đồng nghiệp và cư dân mạng. Nữ diễn viên Thanh Hương tràn vào góc vui, cho rằng đàn em dạo này có phần ốm hơn xưa. Nhiều lời khen có cánh đã được gửi đến sao nữ đừng làm mẹ cáo. So với hồi mới vào nghề, Quỳnh Côn ngày một thăng hạng nhan sắc. Đáng chú ý, có người hỏi thăm Quỳnh Côn về tin đồn mua xe sang ở tuổi 29 trước thắc mắc của khán giả về việc có mua G63 hay không. Quỳnh Côn lịch sự trả lời, chỉ biết ước. Hiện bài đăng mới của Quỳnh Côn vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn. Cách đây ít ngày, sao nữ đừng làm mẹ cáo bất ngờ vướng tin đồn đi tập pickleball để mua G63. Bên cạnh các bình luận tích cực, không ít netizen đã mỉa mai, nói xấu cô nàng. Về phía Quỳnh Côn, cô không lên tiếng về tin đồn mua G63 mà dân tình đồn đoán. Sau khi thông tin nói trên được lan truyền, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Quỳnh Côn. Netizen nhận thấy, việc một nghệ sĩ mua xe cũng không có gì đáng bàn tán. Tại Vbiz, nhiều ngôi sao từng gây chú ý khi mua G63 như Hiền Hồ, Sơn Tùng MTP. Ở tuổi 29, Quỳnh Côn đang là gương mặt thực lực của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Quỳnh Búp Bê, Đừng Bắt Em Phải Quên, Gaga Hạnh Phúc, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Nhờ màn thể hiện ấn tượng ở Đừng Làm Mẹ Cáu, nữ diễn viên xuất sắc giành giải cánh diều vàng khi tuổi nghề còn khá trẻ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn lấn sân sang kinh doanh quán cà phê được đồng nghiệp và khán giả nhiệt tình ủng hộ. Vừa qua, Quỳnh Côn nhận nhiều lời khen khi trực tiếp đến vùng lũ để hỗ trợ bà con.